Hoan hỷ đón chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy gia cát. Quý vị thân mến, theo tử vi học, những người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 cho là thiên can là Nhâm thì phần lớn có là những người có cuộc đời may mắn, và đặc biệt là trong năm 2023 này, cuộc sống của họ có được nhiều may mắn hơn người khác về tài vận hanh thông và có một gia đình ổn định hạnh phúc. Trong số 60 con giáp, những người tuổi Nhâm Thìn cả đời được hưởng vinh hoa phú quý, có quyền cao chức trọng. Hơn nữa, do những người này có tính tình hiền lành, cương trực, ngay thẳng, thích giúp đỡ người khác nên được thần tài chiếu cố, ban lộc trời cho năm 2023. Và cũng chính nhờ những việc tốt mà tuổi Nhâm Thìn hay làm, đó đã tạo nên cho họ những phúc đức cho con cháu. Trong công việc và cuộc sống, luôn được quý nhân giúp đỡ, bạn bè yêu mến. Mặc dù thời gian trước có nhiều gian truân vất vả, nhưng sang năm 2023 với họ là một kỷ nguyên mới. Sự thay đổi chóng mặt của họ khiến cho biết bao người phải cúi đầu nể phục, và chính họ cũng bị bất ngờ trước những thành công này. Sự thành công và may mắn của tuổi Nhâm Thìn đến từ đâu? Xin mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây để biết thêm chi tiết. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao thừa ngoài sân, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy gia cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 nam mạng trong năm 2023. Tử vi 2023 tuổi Thìn nói chung, người tuổi Nhâm Thìn nam mạng nói riêng sẽ đón một năm khá bình yên, không có quá nhiều biến động, gia đạo nhìn chung hài hòa, con cháu hiếu thảo. Tuy nhiên, sức khỏe có phần giảm sút do tác động của tuổi Tát. Chỉ cần bản mệnh giữ tâm lý lạc quan, nghỉ ngơi điều độ thì mọi chuyện đều yên ổn. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Nhâm Thìn sinh năm 1952 nam mạng gặp phải sao chiếu mệnh, sao mộc đức, vận hạn huỳnh tuyền, hạn tam tai. Năm 2023 Quý Mão, gia chủ Nhâm Thìn sinh năm 1952, nam mạng phạm tam tai. Nhâm Thìn 1952 nam mạng sẽ gặp phải 3 năm hạn tam tai liên tiếp, cho nên trong 3 năm này, gia chủ nên và không nên làm gì để mọi việc được diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Năm đầu tiên của hạn tam tai, gia chủ 1952 nam mạng không nên bắt đầu làm những công việc trọng đại. Năm giữa của hạn tam tai thì gia chủ 1952 nam mạng không nên dừng việc mà mình đang tiến hành. Bởi nếu sau khi dừng lại, nếu có tiếp tục thì dễ gặp nhiều trở ngại và không suôn sẻ, thất bại. Vào năm cuối của năm tam tai, gia chủ 1952 nam mạng lưu ý không nên kết thúc công việc quan trọng vào đúng năm này. Hạn hoàng ốc, phạm hoàng ốc, kim lâu không rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Thìn gặp Mão, quan hệ bình hòa, hay nói cách khác, người tuổi Nhâm Thìn năm nay không phạm thái tuế. Xét về mối quan hệ thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Quý Âm Thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Nhâm Thìn trong năm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, ảnh hưởng tới tình cảm, gia đình nhà mình. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ tuổi Nhâm Thìn nam mạng sinh năm 1952 cần chú ý tháng Nhâm Tuất năm 2023 âm lịch, từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với những gia chủ tuổi Nhâm Thìn, vào những ngày này thì không nên tiến hành công việc trọng đại. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Nhâm Thìn sinh năm 1952 nam mạng. Trong năm 2023, gia chủ nam mạng Nhâm Thìn sinh năm 1952, năm nay gặp sao mộc đức chiếu mệnh. Sao mộc đức là một phúc tinh thuộc hành mộc, hướng tới sự an vui, hòa hợp. Trong năm, gặp sao này thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sao này tốt cho cả nam và nữ. Sao mộc đức hay còn gọi là mộc đức tinh quân, người mệnh kim hoặc mệnh mộc hoặc mộc đức sẽ gặp trở ngại ở tiền vận, nhưng cuối cùng lại gặp được thuận lợi và an toàn. Hóa giải. Mặc dù sao mộc đức là sao chiếu mệnh mang đến nhiều điều tốt cho người được chiếu, tuy nhiên theo quan niệm của người xưa thì dù là gặp sao tốt hay xấu đều chiếu mệnh thì nên hóa giải sao nhằm cầu bình an, may mắn và giảm trừ vận hạn không may mắn. Và dưới đây là hai phương pháp hóa giải sao mộc đức phổ biến.
cúng dâng sao giải hạn vào lúc 5 đến 7 giờ ngày 25 âm lịch hàng tháng. Đây là thời điểm mà sao Mộc Đức đăng viên chiếu sáng nhất trong tháng. Lễ vật bao gồm hương hoa, trái cây, oản, trầu cau, gạo muối, mũ xanh, nước, đinh tiền vàng và 20 ngọn nến cùng với bảy vị màu đen có viết Đức Đông, Phương Sáp, Ất Mộc, Đức Tinh Quân. Tất cả lễ vật chuẩn bị đều phải có màu xanh. Trường hợp không phải màu xanh thì phải bọc giấy màu xanh bên ngoài hoặc để tấm giấy xanh lót dưới lễ vật, hoặc có thể áp dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Sao Mộc Đức là sao chiếu mệnh thuộc hành Mộc, do đó để tăng cường cát khí của sao tốt, gia chủ được sao Mộc Đức chiếu mệnh hãy dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc. Điều này sẽ tốt về tình duyên, hôn nhân và những mối quan hệ khác. Ví dụ, gia chủ có thể đeo trang sức hay đá quý màu xanh lá như là ngọc phỉ thúy, hoặc gia chủ có thể sử dụng màu đen thuộc hành thủy. Với quan hệ tương sinh với mệnh Mộc thì càng thêm tốt, có thể đeo thạch anh tóc đen. Gia chủ Nhâm Thìn sinh năm 1952 Nam Mạng, năm nay gặp hạn Huỳnh Tuyền. Khi nói về hạn này, người xưa đã đúc kết ra câu lục bát: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong. Về sức khỏe, chủ sự khi gặp hạn này sẽ gặp chứng đau đầu, chóng mặt, mặt mũi sa sầm, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Về làm ăn kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ không gặp được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn trắc trở. Hóa giải, vốn Huỳnh Tuyền là đại hạn chủ về sức khỏe, vì vậy năm gặp hạn này cần chú ý hơn về mặt sức khỏe. Theo phong thủy gia cát thì tất cả các công việc liên quan đến đường thủy, gia chủ và gia chủ đều không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng để lại hậu quả khôn lường. Về phương diện cuộc sống, không nên đứng ra làm chứng hay là vay mượn cho ai cả, dễ sẽ mang họa vào thân, tiền mất tật mang. Luận tử vi Nhâm Thìn sinh năm 1952 Nam Mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân cùng gia đạo, đầu năm gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952, Nam Mạng có tình cảm của thành viên trong nhà không được tốt. Tháng 2, tiền bạc gia chủ trong tháng này có sự tiêu pha hao tán nhiều, bên cạnh đó sức khỏe không tốt, đặc biệt là về đường tiêu hóa. Tháng 3, trong gia đình của gia chủ có người thân ở xa về trong tháng 3. Tháng 4, sức khỏe của gia chủ trong tháng 4 không được tốt, có thể bị ốm đau hoặc bệnh tật lâu ngày và khó khỏi. Tháng 5, di chuyển xe cộ trong tháng 5, gia chủ nên hết sức cẩn trọng. Trong tháng này, có thể có người bị ốm đau, bệnh tật. Tháng 6, gia chủ có tin vui trong họ hàng, anh em bạn bè trong tháng này. Đó có thể là việc hỷ tín, cưới xin, cũng có thể là thêm người. Tháng 7, trong tháng này, gia chủ chú ý cẩn thận di chuyển miền sông nước. Tháng 8, đây là tháng người sinh năm 1952 Nam Mạng, chú ý các vật sắc nhọn sao kéo đâm phải hoặc chú ý đường ăn uống tiêu hóa. Năm 2023, tháng này sức khỏe của gia chủ không được tốt. Tháng 10, di chuyển bên ngoài cần chú ý vì có dấu hiệu tai nạn bất ngờ đến với gia chủ. Tháng 11, có niềm vui lớn do người khác đưa tới. Tháng 12, trong tháng cuối năm, gia chủ đón nhiều tin vui trong anh em họ hàng nội tộc. Ngoài ra có thể gặp được người mong muốn ở trong tháng. Tổng kết tử vi tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 Nam Mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, với những gia chủ vẫn đang làm việc, nhân duyên tốt, con giáp này được quý nhân chỉ lối dẫn đường, giảm bớt được vô khối những khúc đường vòng. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉn chu trong công việc, nếu không dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Về tài chính, xem tử vi năm 2023 âm lịch, tuổi Nhâm Thìn không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc, có quý nhân trợ giúp, chuyện làm ăn buôn bán của con giáp này tiến triển khá tốt, tìm được nhiều cơ hội phát triển. Tuy vậy, bản mệnh cần phải tham gia nhiều vào các hoạt động tiệc tùng, xã giao nên chi tiêu tốn kém, công việc phát triển ổn định nhưng chưa gặt hái được thành quả rõ ràng nên không có thêm các khoản thu nhập phụ. Chính vì vậy, bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Về sức khỏe, năm Quý Mão 2023, người sinh năm 1952 đã bước qua độ tuổi thất thập cổ lai hy, nên đa số không phải lo lắng quá nhiều đến công việc trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Điều bản mệnh cần làm bây giờ là buông bỏ những gánh nặng để con cháu tự lo phần việc của con cháu, chứ bạn không nên quan tâm hoặc chỉ huy quá nhiều. Vì bản mệnh đã là người có tuổi nên sức khỏe đôi khi sẽ xuất hiện một vài vấn đề bất ổn nhất định, ví dụ như nhức mỏi xương khớp, chức năng gan, thận suy giảm, hệ hô hấp hay bài tiết gặp vấn đề. Gia chủ nên có thái độ lạc quan khi phải đối diện với những vấn đề ấy, đồng thời chú ý rèn luyện sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, tránh vận động sức khỏe khiến cơ thể mệt mỏi. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy.
Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ tuổi Nhâm Thìn, sinh năm 1952, nam mạng. Về tình cảm gia đạo, người sinh năm Nhâm Thìn, sinh năm 1952, giữ quan hệ khá tốt với mọi người xung quanh. Với hàng xóm láng giềng, bản mệnh thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, nên khi có rắc rối gì xảy ra, bạn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Với con cháu trong nhà, bản mệnh là người bề trên mẫu mực, bạn thường xuyên nhận được sự thăm hỏi của mọi người. Một số người vẫn được con cháu tin tưởng để đưa ra những quyết định quan trọng trong gia đình. Vì có nhân duyên tốt, một số người đang sống một mình có thể nhận được sự quan tâm, chăm sóc của người khác giới. Bản mệnh có thể cho đôi bên một cơ hội để hiểu thêm về nhau, thăm hỏi lẫn nhau, giúp tinh thần thoải mái và tươi trẻ hơn. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tí Thìn giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Nhâm Thìn, sinh năm 1952 nam mạng. Kính thưa quý vị, vậy là chúng ta đã phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Nhâm Thìn trong năm 2023 Quý Mão. Chắc hẳn quý vị cũng đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai rồi đúng không nào? Thông qua chương trình này, chúng tôi luôn mong muốn quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ vào cuộc sống hàng ngày để thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt lên. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.